Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cách làm máy sấy tinh bột nghệ hoặc là sấy tinh bột sắn dây đơn giản tại nhà có thể thực hiện rất dễ dàng. Đấy. Các cái vật liệu cần chuẩn bị nhất là nguồn gia nhiệt. Ở đây em sử dụng bóng đèn sợi đốt. Đấy, loại 60W. 60W. Đấy, 60W. Hoặc để đạt được công suất lớn hơn các bạn có thể dùng loại bóng 200W các bạn. Bóng 200W. Đấy, bóng 200W. Đấy, hoặc là các bạn có thể dùng cái loại máy cái bóng đèn úm gà ấy, cái bóng đèn này gia nhiệt rất là tốt các bạn. Vâng. Rất tuyệt vời luôn đấy. Đấy. Để điều chỉnh được cái nhiệt độ phù hợp với từng loại tinh bột thì ta sử dụng thêm một con đo nhiệt độ điện tử. Đấy, con này có cái đầu dò nhiệt độ đây các bạn, đầu dò nhiệt độ điện tử các bạn, đây con này đầu dò điện tử các bạn này, các bạn thì nhìn quan sát rất là kỹ con này, đấy cảm biến đo nhiệt độ, đấy, đo nhiệt độ, đấy ham nhiệt độ, đấy con này dùng rất là ok đấy các bạn, và giá thành cũng phù hợp, đấy ta cần tiếp là cái nồi, một cái nồi, nồi này là nồi 20 lít các bạn bằng inox, đấy rất đẹp, đấy bên này trong này em cho sắn dây vào. Để chuẩn bị sấy. Đấy, chuẩn bị sấy các bạn, sấy. Thì cho sắn dây vào để chuẩn bị sấy các bạn. Đấy, ta cho sắn dây vào chuẩn bị sấy. Bây giờ ta sẽ bắt đầu làm cái bộ đo này sau. Đấy. Mời các bác xem cái bộ đo nhiệt độ trước, em sẽ cắm điện vào cái bộ đo nhiệt độ này. Đây, bộ đo nhiệt độ của em đây. Đấy, các bác nhìn thấy bộ đo nhiệt độ chưa? Đây, đo nhiệt độ. Đó, đấy. Nhiệt độ thực tế ngoài trời bây giờ đang là 28 độ. Đấy, 28.2 độ, đúng không? Đấy, rồi em sẽ nắm tay vào cái đầu dò này. Đấy, để các bác sẽ nhìn thấy nhiệt độ sẽ tăng lên. Các bác thấy chưa? Đấy. Đấy. Đầu dò đang tăng lên rất là nhanh, đúng không các bác? Đấy, em đang nắm tay vào cái đầu dò này. Đấy, cho các bác thấy. Đấy. Đầu dò đo nhiệt độ các bác. Vâng. Đấy. Các bác nhìn thấy cái đèn ao nó đang sáng không? Đấy, đấy là cái đèn này nó báo là đang có nguồn điện. Là nguồn điện đi ra cái đuôi đèn. Đấy, nguồn điện đi ra cái đuôi đèn. Đấy, đuôi đèn. Đuôi đèn. Đuôi đèn này đang có điện các bác nhá. Và vì cái đèn màu đỏ này đang sáng đây. Đấy, các bác thấy chưa? Nhiệt độ đang tăng lên. Đấy, các bác thấy chưa? Nhiệt độ vẫn đang tăng lên. Đấy, đang tăng lên tiếp. Và đấy. Các bác thấy chưa? Nhiệt độ này đang tăng lên. Đấy, em bỏ tay ra thì các bác thấy nhiệt độ sẽ giảm dần. Ngay nhiệt độ sẽ đây. Đấy, chỗ đấy các bạn thấy chưa, nhiệt độ đang xuống đấy. Xuống đấy, chỉnh nó đấy. Bây giờ ta sẽ bắt đầu làm cái máy sấy này như sau. Cái lồng quạt các bạn, và lồng quạt ta sẽ cho cái đuôi đèn vào, cho đuôi đèn vào đây, đúng không? Đấy, cho đuôi đèn vào. Đấy, các bạn sẽ cố định cái đuôi đèn này lại bằng một cái sợi dây thép các bạn. Đấy, em sẽ cố định cái đuôi đèn này, cố định cái đuôi đèn này vào cái lồng quạt này. Cái này rất là dễ các bạn này, cố định vào như này các bạn nhá. Đấy. Đấy. Sau đó ta sẽ lắp bóng đèn vào đây, lắp bóng đèn. Đấy. Đây em sẽ lắp cái bóng 200W, 200W các bạn. Vâng. Sáng. Đào. Quá. Giao diện rất là nhanh, bóng 200W này. Rất là nhanh. Đấy. Rất là nhanh các bạn. Đấy. Sau đó ta sẽ để vào trong cái bộ sấy này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Sấy vào đây, hoặc sẽ sấy vào cái bộ sấy này, sấy rất là nhanh. Đấy.
Bây giờ em sẽ cắm điện. Ống ra. Điện. Chúng ta sẽ cắm điện vào. Đặt cái đầu giò các bác nhá, đầu giò chúng ta cho vào đây. Đây, các bác quan sát ở bên trong. Nhìn đây, bên trong của nó. Đấy. Thấy chưa? Đầu giò trong. Đấy. Bây giờ em sẽ cắm điện. Đấy, các bác thấy. Em sẽ cắm điện vào. Đấy. Bắt đầu sáng các bác nhá. Đấy. Bộ sấy sáng dây em bắt đầu sáng. Đấy, nhiệt độ, các bác nhìn thấy nhiệt độ này. Nhiệt độ. Đấy. Nhiệt độ đang tăng lên. Nhiệt độ đang tăng lên, các bác thấy chưa? Đấy, nhiệt độ đang tăng lên. Đấy, các bác thấy chưa? Bóng đèn sưởi đốt này thì tăng lên, nhiệt độ tăng lên rất là nhanh các bạn. Vâng. Rất là nhanh, đấy. Rất là nhanh. Đấy. Cảm thấy nhiệt độ tăng lên rất là nhanh. Đấy. Đấy. Nếu các bác mà để cái đầu giò này càng gần với bóng đèn, cái đầu giò của em để càng gần với bóng đèn thì nhiệt độ càng tăng lên nhanh nữa. Được chưa? Đấy. Và cùng quan sát cái nhiệt độ của chúng ta. Đấy. Bạn thấy nhiệt độ tăng lên chưa? Rất là nhanh các bạn. Đấy. Các bác cùng quan sát cái nhiệt độ đang tăng lên. Các bác thấy nhiệt độ đang tăng lên không? Nhiệt độ tăng lên rất là nhanh các bác. Đấy, nhiệt độ đang tăng lên các bác. Đấy, độ tăng lên. Đấy. Để che cho cái này đỡ bị bụi các bạn. Vâng. Che đỡ bị bụi nhá. Chúng ta sẽ dùng một cái màng ta che lại. Che này, tránh bụi, đó nha. Vâng. Rồi chúc các bác thành công và có mẻ sắn dây buôn tinh tế tốt các bác nhá. Chúc các bác, tạm biệt các bác, hẹn các bác các video lần sau.